chỉ bằng bức ảnh thẻ, năm sinh kinh tế khiến hội chị em vụt ngã bởi bề ngoài chuẩn soái ca, kiên dè bị phốt gì bỗng nhiên dưng nổi tiếng. Trước nay, nhiều cô nàng từng bất ngờ nổi tiếng khi chia sẻ ảnh thẻ đẹp lung linh, được phong danh hiệu hốt di ảnh thẻ hay thiên thần ảnh thẻ. Tiếp nối trào lưu khoa ảnh thẻ chưa bao giờ hết khoa nhưng kém cỏi chỉ có các cô gái trẻ tham gia, thế hệ đây, một chàng trai đơn lẻ cũng mạnh dạn khoa ảnh thẻ của mình. Năm sinh này có tên Ngô Đức Sơn, sinh năm 2000, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù chỉ trong nghi phục áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng mái tóc hai mái bồng bềnh cùng gương mặt đẹp trai, thư sinh của Sơn lập cập khiến các cô gái tan chảy. Với loạt ảnh thẻ này, Ngô Đức Sơn đang biến thành hiện tượng mạng, nhận danh hiệu hốt boy ảnh thẻ nhờ sở hữu bề ngoài đẹp trai. Dân mạng lập cập truy lùng thông tin cũng như theo dõi trang cá nhân của chàng sinh viên Hà Thành. Từ đó, một loạt bức ảnh Đức Sơn mặc đồng phục trường ngồi chăm chú học bài trên lớp, hay khoảnh khắc Sơn trong một buổi học thể dục cũng được hội chị em liên tục thả tim. Đức Sơn chia sẻ, em hơi bất ngờ khi lượt theo dõi follow trên tài khoản Facebook cũng như Instagram tăng bất ngờ. Thực sự lúc đó em rất vui vì nổi tiếng và ngợi khen mình. Tuy nhiên, việc bỗng nhiên dưng nhận cả trăm lời mời kết bạn, tin nhắn, lượt theo dõi tăng không dứt khiến em có đôi chút hoang mang. Thời buổi Facebook hàng ngày không biết bao nhiêu vụ bóc phốt, tố này tố nọ mà, em hoang mang nghĩ biết đâu phốt ở đâu bất chợt rơi xuống, khiến mình dạ lây gan thì khổ. Nói thông thường là cảm giác khá lạ lẫm, hoang mang. Nhờ dốc dáng chuẩn và gương mặt điển trai, thư sinh, góc nghiêng thần thánh chuẩn nam thần trường học, hiện tại ngoài thời gian học ở trường, anh chàng đang làm diễn viên, mẫu ảnh cho một số show thời trang tại Hà Nội. Dù là dân kinh tế nhưng Đức Sơn hoàn toàn không khô khan, suốt ngày chỉ cắm cúi vào máy tính, các con số. Năm sinh 19 tuổi có niềm đam mê diễn xuất trước ống kính, nắm nguồn từ việc xem các người mẫu làm việc và muốn được biến thành như thế. Từ trước, khi nhìn thấy người ta có những bức ảnh đẹp, diễn sâu, em thích lắm và cũng mong một ngày nào đó mình cũng có thể được như người ta. Rồi tình cờ em biết tới cuộc thi The Face Opla đăng ký tham gia. Trong khi tham gia chương trình đã cho em rất nhiều kiên dè nghiệm, sau đó khi chương trình khép lại em đã có nổi tiếng hơn, cùng với đó là có các show mời làm mẫu ảnh. Đức Sơn cho hay. Chỉ là học thể dục thôi mà, có cần phải bảnh bao nhiêu nam thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình thế này không? Ban đầu chỉ làm việc để thỏa mãn sở thích, nhưng càng ngày, Ngọc Sơn càng chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong công việc. Nghề mẫu ảnh, đóng quảng cáo không chỉ giúp Sơn kiếm thêm thu nhập hấp dẫn trang trải học phí, sinh hoạt phí mà còn giúp 10 Hà Thành có nhiều niềm vui, học hỏi, tích lũy kiên dè nghiệm từ những người bạn, anh chị đồng nghiệp đi trước. Đã đẹp trai như soái ca, còn có sở thích nấu ăn ngon, xem làm bếp là niềm vui mỗi ngày. Ngoài sở thích xem phim, chơi game và ra ngoài cùng anh em như các năm sinh khác, Ngọc Sơn còn yêu thích thể thao, đặc biệt là các môn đòi hỏi vận động nhiều như bóng rổ, bơi lội, tập gym, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp Sơn duy trì vóc dáng cao gầy, phù hợp với các bộ sưu tập thời trang. Đặc biệt, SI biết Đức Sơn có sở thích đi chợ và nấu ăn. Ban đầu, khi nhìn thấy mẹ mình vào bếp làm những món ngon, năm sinh cũng hào hứng xin được thử sức. Dần dần, nấu ăn biến thành niềm vui của Đức Sơn. Theo Sơn, con gái kém cỏi thích được chăm sóc và chiều chuộng, nên biết nấu ăn sẽ là một lợi thế để ghi điểm trong mắt đối phương. Các cô gái sẽ dễ bị siêu lòng trước một chàng trai có thể nấu cho mình một bữa ăn dù không quá xuất sắc nhưng ở đó gửi gắm đủ cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Chưa kể, một anh chàng nên nấu ăn sẽ không tiêu tốn thời gian ngoài đường vui chơi cùng anh em quá nhiều. Người con trai ấy sẽ vào bếp nấu những món ăn thật ngon để đãi bố mẹ, anh chị em. Hành động đó nói lên trách nhiệm, ít thoái thác việc nhà gì công việc hay vui chơi bên ngoài của cánh mày râu. Nam thần trường học không chỉ đẹp mà còn có tài nấu nướng và tính cách dịu dàng, biết san sẻ. Năm sinh Đại học Kinh tế chia sẻ, theo em, là một người con trai chúng ta cũng cần san sẻ công việc nội trợ với những người phụ nữ của mình.
Đối với em, những khoảng khắc hai mẹ con em phụ nhau vào bếp là lúc khoảng cách giữa mẹ với con dường như ngắn hơn. Đó không phải cuộc trò chuyện giữa mẹ và con nữa mà thời điểm đó là cuộc trò chuyện của hai người bạn. Chính vì kém cỏi xuyên luyện tập cùng mẹ nên tay nghề nấu nướng của Đức Sơn không phải dạng vừa đâu. Hiện tại, Ngô Đức Sơn đang tiếp tục việc học ở trường. Ngoài ra, nam thần trường học ý định sẽ theo đuổi đoạn đường nghệ thuật, người mẫu chuyên nghiệp nếu có cơ hội.